May mắn 6 ẩn 2 này, Cát Lương 15 này. Cát Lương 29 này, xin được cho 13 này. Ngồi ghế chưa? Ghế chưa? Không ghê tí nào anh em ạ. Vâng, chào mừng tất cả anh em nhé. Tiếp tục cái series đi săn boss. Anh em vừa thấy có siêu phẩm đó, nhưng mà nó lại cũng không ghê lắm anh em ạ. Bởi vì nguyên nhân vì sao thì mời anh em cùng theo dõi hết cái clip nha anh em nhé. Vâng, đây là mình thả 8 con boss rồi đây này. 8 con boss của nhặt được mấy con rồi. 8 con boss của hôm qua có một bạn xem live bạn gửi đánh này. Đó. Nhặt được những món đầu tiên này anh em. Còn 2 con hệ thổ nữa, còn đây là những con đầu tiên. Áo khăng lôi 22. Toàn đầu cùi không anh em ạ. Được đôi giày này cho xe chạy còn được, mình giữ lại để gửi trả bạn đấy. Một con boss này thả là mất 20 vạn. Toàn đồ cùi thôi anh em ạ. Lỗ tiền vạn rồi. Ồ, mình không bán rác cho Ngô Thần Y gỡ lại. Rồi ra nhặt tiếp còn 2 con còn lại nữa này. Chắc chắn là trong buổi hôm nay là có siêu phẩm rồi. Nhưng mà siêu phẩm đó thì anh em hãy cùng xem hết clip. Chuẩn bị lượm lúa. Hai con này hệ thổ thì cũng không hy vọng mấy anh em. Hệ thổ chỉ hy vọng dây chuyền kháng tất cả thôi. Ra vũ khí hệ thổ kìa, chả ngon lành. Soi hết chỗ đồ này anh em. Rất là cùi, cây đào cùi. Chỉ chờ vào dây chuyền, mà dây chuyền không kháng tất cả thì coi như là vứt anh em. Hệ thổ thì ít khi mà ra được cây vũ khí lôi sát nội công lắm. Tu La Phát Kết, Toàn Thạch Giới Chỉ, Phá Thiên Trùy. Rồi ok, về phi shop hết cái chỗ đồ này đi anh em. Ngô Thần Y thẳng tiến. Bán cho Ngô Thần Y để kiếm ít tiền gỡ gạc. Vậy là 8 con lệnh bài mà bạn kia gửi cho mình đánh là toạch anh em ạ. Được 3 cái món đồ suy cầu queo ăn tà là vằn này thôi. Chúc tất cả anh em một buổi chiều ấm áp an lành anh em nhé. Và dồi dào sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Và sau đây sẽ là con boss của người khác. Đây là boss của anh Vinh với thằng Ninh trong bang. Mình sẽ đứng ra mình nhặt, dùng bàn tay vàng trong làng nhặt đồ ra đi nhặt giúp cho hai người này. Mình vừa nhặt mình vừa quay trên TikTok cho anh em xem luôn. Cho nên là có món nào mà siêu phẩm mà muốn ém lại chắc cũng chả ém được đâu anh em ạ. Bởi vì phải phát like ở trên TikTok rồi, chả ém được đâu. Với lại cũng trao mặt gửi, trao vàng gửi mặt nữa anh em. Tìm mặt gửi vàng nữa chứ dễ gì. Mình sẽ là người nhặt để soi đồ. Ví dụ có siêu phẩm gì, có clip để mình post, anh em trong bang ủng hộ. Mình chắc chắn sẽ tiếp tục thu mua lệnh bài boss nữa. Có vốn mình sẽ thu mua lấy khoảng độ 20-30 con đánh, làm clip cho anh em xem cho vui. May mắn 6 kháng lô 15 này anh em. Đó, cái này là đồ của Ninh này. Sinh lực 113 kháng lô 29. Đó. Mấy cái áo này quá cùi rồi. Cái
toàn thạch hạng liên, kháng lôi 30, nội lực 70. Cái này mà có quả thêm cái quả kháng tất cả vào nữa thì thơm ngon bổ dưỡng anh em ạ, siêu ngon. Cái này chỉ cần kháng tất cả tầm 10 trở lên thôi, 10, 11 thôi là ngon lắm rồi anh em. Thêm kháng tất cả 10, 11 nữa quá tuyệt vời. Còn cái này may mắn 6 ẩn 2 thì không ăn thua. Nhưng cái ngọc bội thì ngon nhất anh em. Cái ngọc bội mà kháng lôi 29 sinh lực kia là rất là ngon. Gian đặt tiếp nha anh em. Ngọc bội đấy là phải có giá vài chục kim đấy anh em ạ. Nhặt hết cái đầy cái dương đồ để soi tiếp nha anh em. Ác nhân đặc biệt. Con này hệ thổ. Tiếp tục con hệ thủy, con hệ mộc nữa. Hệ thổ thì con Thúy Yên nó sẽ đánh hơi lâu. Cố gắng nhặt cho đầy dương đồ soi luôn cho anh em xem một thể. Đằng nào thì cũng có được hai siêu phẩm nữa anh em. May mắn 6 và kháng ngọc bội kháng lôi 29 sinh lực kia là siêu phẩm rồi. Đó, 29 sinh lực 113, nội lực 40. Giá trị vài chục kim đấy anh em ạ. Hay là mình ao bang, mình chặn Facebook luôn là ok đấy anh em. Là được vài chục kim đấy luôn anh em ạ. Cả cái may mắn 6 cũng được mớ tiền nữa. Không biết là có nên làm như vậy không anh em. Ok, rất nhiều trang sức cái con đặc biệt ra, rất nhiều trang sức cái loại ngây thơ thì chắc không ăn thua rồi. Ác nhân đặc biệt mờ. Vẫn là ác nhân ngây thơ, con ác nhân ngây thơ thì không ngon lành mấy đâu anh em ạ. Cái con mà đặc biệt kìa. Con đặc biệt nó sẽ là hệ thủy à. Ôi, một đống đồ củi rồi anh em ạ. Đống đồ củi rồi. Dương chỉ bạch ngọc, sinh lực nội lực kháng bằng 1, vãi cả nồi. Cái hạc xinh xinh mà đang đam bót kia là mặc một cái dây chuyền may mắn 9 và nhẫn 5 năm và 6 nữa anh em ạ. Nhẫn 5 năm và cái ngọc bội 6 nữa, 25 may mắn anh em. Rồi ok, đầy dương đồ mình về soi đồ. Áo ném được cái kháng lôi 23 anh em, được cái chùy kháng lôi 23. Cái này thì cũng tạm tạm, nói chung là cũng bán được ra tiền chùy kháng lôi 23 này. Nhưng mà giá trị không cao. Để so xem còn cái gì nữa. Hết rồi anh em ạ, chả còn gì nữa rồi. Được mỗi ngọc bội, dây chuyền, hai cái ngọc bội. Ngọc bội may mắn 6, dây chuyền kháng lôi 30 và ngọc bội kháng lôi 29 rồi. Ngoài ra gần như là xốp hết. Thêm một cây chùy bán gỡ gạc tiền vạn để mở đại bài bót thôi. Vâng thôi, chào tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye tất cả anh em.